Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ cháy trung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023, khiến 56 người tử vong, báo chí đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp danh tính chức vụ của 6 đảng viên cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy. Trước câu hỏi này, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đây là 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý. Tôi là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố, do vậy nội dung này sẽ có cấp có thẩm quyền thông tin. Thông tin về công tác điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh, chủ căn hộ trung cư mini. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý nhà nước của các cấp. Trước câu hỏi 6 đảng viên là cán bộ nguyên cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy đã được công an mời lên làm việc chưa? Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận, 6 cán bộ trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, những người liên quan được mời lên làm việc để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội, vi phạm quy định của Đảng hay hành chính. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh để làm rõ, xử lý đúng theo tinh thần ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội làm sao để không oan sai và bỏ lọt tội phạm khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, trung cư mini ở số nhà 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Xuân Minh, chú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ trung cư nói trên. Ngày 31 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã tiếp tục khởi tố 6 cán bộ, nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình, cả 6 người trên bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.